Nhờ đón bắt xu thế hội nhập cùng với cách làm hiệu quả, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của tỉnh Bình Dương luôn nằm trong top đầu cả nước. Và dòng vốn này đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Năm 2024, Bình Dương đặt mục tiêu thu hút 1,8 tỷ đô la Mỹ vốn FDI. Để thực hiện mục tiêu đó, tỉnh đã đẩy mạnh thu hút đầu tư ngay từ đầu năm. Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 1 năm 2024, toàn tỉnh đã thu hút được 327 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới, tăng 57,2% so với cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký 1.800 tỷ đồng, tăng 15,5%. 48 doanh nghiệp điều chỉnh vốn, tăng 11,6% so với cùng kỳ, với tổng số vốn điều chỉnh 4.800 tỷ đồng, tăng gấp 9,5 lần so với cùng kỳ. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh hiện có 66.400 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng vốn đăng ký trên 733.000 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài, tỉnh đã thu hút 61,3 triệu đô la Mỹ. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 4.227 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn 40,4 tỷ đô la Mỹ. Trong các khu công nghiệp là 2.750 dự án, ngoài khu công nghiệp 1.477 dự án. Dự án của tập đoàn chúng tôi chia thành 5 giai đoạn với công suất lên tới 1 triệu tấn giấy công nghiệp và 50.000 tấn giấy tiêu dùng mỗi năm tại Bình Dương. Hiện tại thì đang thực hiện giai đoạn 2 của dự án. Do đó, tôi mong tỉnh sẽ tích cực hỗ trợ để dự án sớm đi vào hoạt động, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong năm 2024 thì công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh tập trung trên một số cái định hướng chủ yếu như sau. Thứ nhất là tỉnh tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu đầu tư, có nghĩa là chúng ta sẽ thu hút đầu tư những cái dự án mà không thâm dụng lao động, không thâm dụng đất đai nữa, mà chúng ta thu hút những dự án có hàm lượng giá trị gia tăng cao. Cái thứ hai là cái quá trình thu hút đầu tư nó phải gắn với quá trình tái thiết không gian. Chúng ta thu hút những cái dự án đầu tư mà hình thành hạ tầng như là những cái đường tạo lực, thu hút đầu tư những cái nhà đầu tư mà đầu tư hạ tầng đô thị, mang lại cái không gian phát triển đáng sống, cái không gian phát triển tốt nhất cho tỉnh. Với niềm lạc quan nêu trên, mục tiêu thu hút 1,8 tỷ đô la vốn FDI vào năm 2024 của Bình Dương không chỉ vào số lượng mà còn vào chất lượng của các dự án đầu tư. Cùng với sự phát triển cơ sở hạ tầng và chiến lược phát triển thành phố thông minh, cho thấy Bình Dương không chỉ đi đúng hướng phát triển kinh tế mà còn hướng tới một tương lai bền vững.